91 kg. Thấy khủng chưa? Và đây là một cái cụ rất là khủng và được ủng hộ rất là nhiều. Và tiếp tục hôm nay là đi về cho khách nha các bạn. Và đây là dòng L200 tại thị sản Duy. Đây là một trong những phiên bản mà phục vụ công nghiệp rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta muốn bơm một cái lưu lượng nước nhanh nè, với một cái thời gian ngắn, ví dụ như là nước lớn nước rồng, trong những cái auto mà những cái pha với nước lớn nước rồng, thời gian nước lớn chỉ cần khoảng là 3 tiếng thôi, thì chúng ta phải cần bơm nhanh nè. Hoặc là những cái lưu lượng mà mưa nước ngập hay là những cái farm lớn thì cái này đang được lựa chọn nhiều. Với một khối động cơ đó là 7 ngựa rưỡi, thì nhưng mà có thể tải được một cái ống là ống 200, thì đang bên Duy đang làm rất là tuyệt vời cái vấn đề này, thì được lựa chọn rất là nhiều với một cái công suất nhỏ lớn khác nhau. Nhưng mà những cái dòng lớn này là phục vụ công nghiệp, và hôm nay tiếp tục là được phục vụ khách, hân hạnh phục vụ quý khách và hân hạnh phục vụ quý khách. Và ngoài đó thì ngoài những cái con lớn thì bên Duy sẽ có những cái con nhỏ để phục vụ công suất nhỏ gọn hơn, 90, 114, 140, rồi 168 gì đó, đầy đủ hết cho tất cả chúng ta. Và rất là cảm ơn quý bà con quý anh em đã luôn đồng hành cùng thị sản Duy, là một những đơn vị cung ứng về thuốc men và đồ nghề thị sản nông nghiệp, giao hàng toàn quốc. Có cần cái gì đó điện cái giao tới nhà miễn ship, đã không? Quả đã chốt đơn liền. Xin chào quý vị và bạn, hôm qua hẹn gặp lại.